Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Tri Thức và Cuộc Sống. Từ xưa các cụ đã đúc rút được một vài đặc điểm tướng mặt của người đàn ông đào hoa, lăng nhăng, thậm chí những điều này còn được ghi chép lại trong sách vở. Dưới đây là 8 đặc điểm thường có trên khuôn mặt của người đàn ông đào hoa. 1. Cằm nhọn nhỏ. Người đàn ông này không có ý chí, suy nghĩ và hành động không thống nhất. Họ thường nhút nhát trong công việc, ù lì không muốn tiến thân. Trong chuyện tình cảm, họ cũng so đo xét nét từng ly từng tí với đối phương. Bên cạnh đó, khi gặp khó khăn, họ thường không kiểm soát được cảm xúc của mình. Họ luôn nóng giận, gắt gỏng với mọi người xung quanh. Nếu qua lại với người như thế này, bạn sẽ là nạn nhân khi anh ấy bực mình. 2. Tóc xoăn bẩm sinh. Theo nhân tướng học, nam giới có tóc xoăn tự nhiên thường là những người năng động, hoạt bát, vui vẻ. Và chính điều này đã khiến họ luôn thu hút người khác phái, đi đến đâu cũng được nhiều người theo đuổi. Những người này có bản chất lãng tử, cực kỳ ga lăng, chu đáo và tâm lý, đối với ai cũng tốt, cũng chăm sóc tận tình, khiến đối phương lầm tưởng giữa tình bạn và tình yêu. Người đàn ông tóc xoăn thường thích những cái mới, hết bỏ sự bó buộc, ích kỷ. Cũng bởi chất lãng tử kết hợp với tâm hồn ưa tự do, thích trải nghiệm dẫn đến khả năng ngoại tình ở họ là rất cao. 3. Ấn đường nhỏ hẹp. Những người đàn ông có ấn đường nhỏ hẹp thường có tính cách nhỏ nhen, là chùm keo kiệt. Chẳng dễ dàng gì để khiến những người này chịu mở ví ra vì bạn, ngay cả việc chi tiêu cho bản thân họ cũng vốn đã rất khắt khe. Bên cạnh đó, đây còn là tên P đàn ông hay thù dai. 4. Lông mày mượt, đuôi lông mày có nốt ruồi. Đa phần đàn ông có tướng lông mày mượt mà, mọc nốt ruồi tại vị trí đuôi lông mày, tính tình thường hài hước, thân thiện. Lời nói của anh chàng này luôn mang đến sức lôi cuốn đặc biệt, thậm chí không quá khi ví nó giống như mật ngọt chết ruồi. Nhân tướng học đã chỉ ra đây là một biểu hiện thường thấy ở người đàn ông dễ thay lòng đổi dạ. 5. Gian môn hẹp thấp. Gian môn là phần nằm ở đuôi lông mày và đuôi mắt kéo dài đến chân mai, phần này trong nhân tướng học gọi là cung hôn hân. Nếu người đàn ông có gian môn hẹp, thấp thì đây là người thiếu trách nhiệm, ích kỷ trong chuyện tình cảm. Họ luôn làm theo sở thích của mình chứ không quan tâm đến cảm nhận của người vợ. Họ thường thích lén lút với người phụ nữ khác để cảm nhận sự kích thích, mạo hiểm và sự mới mẻ. 6. Chóp mũi to dày. Chóp mũi to dày thường là tướng của người đàn ông giỏi giang, tháo vát, có tham vọng làm giàu và nỗ lực hết mình để có tiền tài, danh vọng. Tuy nhiên, đây cũng là nét tướng của người đàn ông đào hoa. 7. Ánh mắt láo liên. Mắt của người đàn ông đào hoa thường ướt át như có nước, đôi mắt trúc xuống, khóe mắt có nốt ruồi. Nếu nốt ruồi mọc ở khóe mắt nửa trái, cuộc sống hôn nhân của người này sẽ không thuận lợi, quan hệ vợ chồng căng thẳng, rất có khả năng ly hôn. 8. Môi trên và môi dưới dày, có nốt ruồi. Trong nhân tướng học, môi trên thể hiện tình, môi dưới thể hiện dục. Nếu cả trên là dưới đều dày thì trạng thái tình dục của họ rất mạnh mẽ, dễ dàng theo đuổi những mối tình mà họ muốn. Nếu môi dưới dày hơn môi trên thì lý trí không thắng nổi dục vọng. Họ là những người ham mê mối tình vụng trộm, dễ thành kẻ bắt cá hai tay. Ngoài ra, môi mọc nốt ruồi cũng là một trong những nét tướng của người đàn ông đào hoa. Trên đây là 8 đặc điểm thường có trên khuôn mặt của người đàn ông đào hoa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.